Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị rơi vào trạng thái mệt mỏi, cảm thấy một ngày của mình trôi qua thiệt là chậm, chuyện gì cũng cảm thấy bực mình, mà đôi khi chỉ cần chạm nhẹ, mọi thứ dường như muốn nổ tung hay chưa? Đời người mấy mươi năm thực ra rất ngắn ngủi, có những thứ vừa xuất hiện hôm qua, hôm nay đã trở thành quá khứ. Nếu suốt ngày chỉ bận rộn với những việc nhỏ bé vụn vặt, thì sẽ bỏ lỡ mất những việc lớn lao, đó cũng là một loại biểu hiện của thất bại. Nhà văn Lỗ Tấn cũng có nói, lãng phí thời gian của bản thân đồng nghĩa với việc tự sát một cách chậm rãi. Lãng phí thời gian của người khác đồng nghĩa với việc giết người, cướp của. Nếu bạn luôn trong tình trạng cạn kiệt thời gian cho những chuyện nhỏ nhặt không đáng, thì hãy dành thời gian suy xét lại và tìm kiếm cho mình một giải pháp tốt nhất nhé. Cuộc sống là những chuyến đi, hãy sống thật tốt. Hãy trân trọng nó và đừng để những điều nhỏ nhặt không đáng có làm cản trở bản thân. Nếu học được 4 điều không đáng sau, thì bạn có thể sống trong những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời một cách thảnh thơi, thoải mái và vô tư. Đầu tiên, những tranh luận không cần thiết, không đáng để tranh cãi. Người Trung Quốc cho rằng, trong cuộc sống 8 từ này vô cùng quan trọng. Quan nhĩ xá sự và quan ngã xá sự lần lượt có nghĩa là không phải việc của anh và không phải việc của tôi. 8 từ này gần như giải quyết được 80% phiền phức lo âu trong cuộc sống của chúng ta. Nếu ngày nào cũng phải đi giải thích hết chuyện này đến chuyện khác với người ta, vậy thì quỹ thời gian của bạn lúc nào cũng chỉ lãng phí vào những cuộc tranh luận. Tâm trạng đang tốt của bạn cũng vì những cuộc tranh luận này mà trở nên tệ đi. Tranh luận với người không cùng trình độ là một kiểu tiêu hao lãng phí, không cần thiết. Họ chưa từng đến nơi mà bạn đã đi, không biết đến cuốn sách mà bạn đã đọc, không biết người mà bạn biết thì sao có thể nói cho họ hiểu hết được. Giữa đôi bên nếu tồn tại một khoảng cách quá lớn, thì để hiểu nhau sẽ là một sự nỗ lực vô cùng lâu dài và vô ích. Thậm chí tranh luận còn là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn và xích mích. Nhẹ thì có thể chỉ là rạn nứt tình cảm, nhưng chẳng may mâu thuẫn lớn hơn còn có thể dẫn đến những sự việc đau lòng mà không ai dám ngờ tới. Hãy luôn nhớ rằng, khi bạn đứng trên đỉnh núi và nói với họ rằng trước mặt họ là đại dương, nhưng họ đang đứng ở lưng chân núi, làm sao có thể thấy đại dương khi trước mắt chỉ là cảnh hoang tàn? Cho nên thay vì tranh luận với họ, thà đi về phía đại dương và làm việc của chính mình. Thứ hai, những chuyện vô nghĩa không đáng để canh cánh trong lòng. Rất nhiều người bị cuộc sống vùi dập không phải là do những vấn đề khó khăn, to lớn, khó giải quyết, mà lại vì những chuyện nhỏ nhặt, quá đỗi tầm thường. Bởi vì những việc nhỏ bé vặt vãnh kia có thể không ngừng làm tiêu hao tinh thần và sức lực của con người. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi bạn không phát hiện rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được, mà chỉ cần lấy ra từ trong tâm. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Trên đời này, cái gì cũng có cái giá phải trả. Nếu bạn lãng phí thời gian cho những việc không đáng, thì chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác. Thay vì lãng phí cuộc đời để vướng vào những điều không đáng có, tốt hơn hết, bạn nên tiến về phía trước ngay lập tức, không vướng bận, không hối hận và không ngoảnh đầu nhìn lại. Thứ ba, những đánh giá của người khác không đáng để bận tâm. Có nhiều người thường rất là để tâm đến những điều người khác nghĩ và cố gắng trở thành hình mẫu hoàn hảo trong xã hội. Thế nhưng đa số những người thành công và nỗ lực thực sự lại chỉ dành thời gian để tập trung vào công việc và sống đúng với cuộc đời của mình mà thôi. Có một đôi vợ chồng trẻ người Anh, trước khi kết hôn liền ghé vào một cửa hàng trang sức. Vì không có tiền nên chàng trai chỉ mua một chiếc nhẫn rẻ tiền, trị giá là 130 đô la. Đương nhiên là với giá rẻ như thế nên không có nhẫn kim cương đính kèm. Kết quả là trong lúc cô gái đang thử chiếc nhẫn trên tay, liền nghe thấy tiếng của nhân viên bán hàng nói chuyện với một nhân viên khác. Cậu có thể tưởng tượng được rằng có người mua chiếc nhẫn này để làm nhẫn đính hôn không? Thật là đáng thương. Cô gái nghe thế liền nói, ý nghĩa quan trọng nhất của một chiếc nhẫn cưới không nằm ở giá trị của nó, mà nằm ở tình cảm chú rể dành cho bạn là nhiều bao nhiêu.
cho nên xin đừng tùy tiện làm phiền hạnh phúc của người khác như thế. Người nhân viên bán hàng cảm thấy rất xấu hổ liền xin lỗi. Có nhiều người đặt hạnh phúc của mình nằm trong mắt của người khác. Họ luôn cho rằng chúng ta sẽ không hạnh phúc bởi chưa đạt được sự hài lòng từ người khác. Thế nhưng giá trị của hạnh phúc đều là bắt nguồn từ chính bản thân mình, chứ không có quan hệ gì với người khác cả. Luôn có người nói, bạn cần phải lớn mạnh. Lớn mạnh đến mức không để ý đến người khác thì thôi. Tuy vậy, nếu bạn có thể không để ý tới bình phẩm của người khác, thì chính là một loại sức mạnh. Còn nếu bạn không quan tâm đến những lời bình phẩm người khác, thì chính là một loại tu dưỡng. Mỗi người đều có cuốn nhật ký cuộc đời của bản thân mình. Mỗi một người đều có phương hướng của riêng mình. Cho nên bạn hãy đi con đường của mình, sống cuộc sống của mình, làm những gì mình cho là hạnh phúc. Đừng mãi bị quan niệm của người khác dẫn dắt, rốt cuộc chỉ làm cho chính mình thêm phiền lòng mà thôi. Thứ tư, những mối quan hệ đã đi quá xa, không đáng để níu kéo. Có một câu nói như thế này, không biết từ lúc nào mà mọi thứ đồ đều có hạn sử dụng. Cá thu đao sẽ hết hạn sử dụng, thịt hộp sẽ hết hạn sử dụng, thậm chí cả bọc ni lông cũng hết hạn sử dụng. Và các mối quan hệ của con người cũng thế. Có một số người không nên cưỡng ép, có một số mối quan hệ đã không nên còn níu kéo nữa. Nên học cách chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể ngày càng xa cách, và phải chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể nói lời ly biệt. Cuộc đời là những chuỗi ngày ly biệt, không nên giống như đứa trẻ, cứ cố nắm lấy đồ vật, không muốn buông. Chỉ có cách buông bỏ đi mới có thể nhận về phần thưởng tốt hơn. Với những người không đáng, với những chuyện không đáng, hay với những thứ đồ không đáng, chúng chỉ đang cố gắng tước đoạt đi những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống của bạn mà thôi. Điều bạn cần làm là giành lấy những thứ tốt đẹp vốn thuộc về bạn từ tay những thứ không xứng đáng đó. Bạn thấy đấy, cuộc đời ngắn ngủi. Nếu bạn cả ngày bôn ba chạy vậy, bận rộn không ngừng với những thứ nhỏ nhoi, vậy thì bạn hãy suy nghĩ xem chúng ta làm thế nào để mang những thứ lớn lao vào trong cuộc sống của mình được đây. Nếu cuộc đời là một cái bát, thì làm sao để phân biệt đâu là gạo, đâu là hạnh đào? Chính là phải xác định được cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Nếu mỗi người ai cũng biết rõ hạnh đào của mình là gì, thì cuộc sống sẽ rất nhẹ nhàng và đơn giản. Các bạn thân mến, có một đoạn rất hay mà tôi từng đọc được như thế này. Tôi đã chịu đựng đủ việc lãng phí thời gian. Tôi đã chịu đựng đủ việc phung phí sinh mệnh. Tôi đã chịu đủ việc bận lòng vì những chuyện không cần thiết. Cho nên tôi đã quyết định rồi, tôi không thể bại trận trước nỗi sợ do mình tưởng tượng ra, cũng chẳng thể sợ hãi những thứ mà mình không biết. Chúng ta ai cũng từng vì những chuyện vụn vặt mà để ảnh hưởng đến cả tâm trạng của mình trong suốt một thời gian. Ngoài những việc kể trên thì một số việc sau đây cũng chẳng đáng để bạn phải quá bận tâm đâu. Biết sớm và từ bỏ để sống cuộc đời vui tươi hơn bạn nhé. Thứ năm, những mối quan hệ độc hại không đáng để duy trì. Thất vọng, uất ức, đau khổ, tuyệt vọng là những cung bậc cảm xúc mà một người mới chia tay hoặc ở trong mối quan hệ độc hại thường hay đối mặt. Những tổn thương về mặt tinh thần này rất dễ đẩy chúng ta chìm đắm vào suy nghĩ tiêu cực, đánh mất bản thân và lãng phí nhiều điều đẹp đẽ ở trên cuộc đời. Nhưng thật khó để khuyên một ai đó rằng hãy từ bỏ mối quan hệ tiêu cực, một tình yêu độc hại để tránh bị tổn thương và lãng phí thời gian của cuộc đời. Điều chúng ta có thể làm là giúp họ hiểu về quy luật của tình yêu và bản chất của nỗi đau để có thể cân bằng được cảm xúc của bản thân. Nếu như có ai đó khiến cho ta đau khổ và không xứng đáng với tình yêu mình trao gửi, thì bạn hãy mạnh dạn bước đi. Bởi vì chúng ta chỉ sống có một lần, nên hãy dành thời gian cho những người xứng đáng. Thứ sáu, mạng xã hội không đáng để dồn hết tâm trí vào đó. Ngày nay rất nhiều ứng dụng trên điện thoại có chức năng hỗ trợ chúng ta sắp xếp công việc và kiểm soát thời gian. Rõ ràng công nghệ có thể khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn. Tuy nhiên việc lạm dụng quá mức vào các phần mềm lại biến chúng ta trở thành người cuồng công nghệ và muốn dành nhiều thời gian để khám phá các ứng dụng mới. Mạng xã hội được xem là một trong những nguyên nhân gây sao nhãng lớn nhất của giới trẻ ngày nay. Nếu bạn sử dụng công nghệ với mục đích thư giãn, cập nhật tin tức hoặc làm việc, thì hãy đặt mốc thời gian cụ thể để tránh bị ngốn thời gian vào các thú vui trên mạng nhé. Bạn thân mến,
Trong cuộc sống này, sẽ có lúc chúng ta phải đối diện với những việc không mấy thuận lợi, không mấy suôn sẻ. Chúng ta dùng tâm thái nào để đối diện với chúng, thì chúng cũng sẽ trả lại cho chúng ta một kết quả tương xứng. Bạn có thể buồn, có thể mệt vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng tốt nhất đừng dồn toàn bộ tâm trí vào nó, để rồi đánh mất đi những cơ hội tốt hơn. Bạn có đồng tình với những quan điểm của chúng tôi hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh.